Alright, bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về cái domain thứ 9 của chương trình CISSP tên là Operation Security. Thì tổng quan cái domain này nó nói về tất cả các hoạt động liên quan đến security, được chia thành tổng cộng là 6 module nhỏ: Administrative Management, Operation Controls, Auditing, Monitoring, Intrusion Detection, Fast and Countermeasures. Trong cái module Administrative Management thì có những cái ý chính mà chúng ta cần lưu ý, đó là các thuật ngữ liên quan đến duty separation. Thì đó là những cái chúng ta phải, ý nó nói là trong này là những cái nhiệm vụ cần phải được phân chia rõ ràng, được gắn với những cái trách nhiệm khác nhau, và đảm bảo là tất cả những cái công việc tiêu chuẩn, tức là quan trọng, có yếu tố quan trọng thì sẽ không được hoàn thành bởi duy nhất một người mà phải từ hai người trở lên, để tránh sự gian lận. List access tức là sự truy cập cần thiết, tức là những cái subject sẽ được gắn quyền truy cập ở mức độ vừa phải để hoàn thành cái nhiệm vụ được yêu cầu. Accountability thì trong này nó có nói đến cái phần là job location mà chúng ta đã thảo luận ở cái mục asset control, là job location tức là sẽ thay đổi công việc giữa các phòng ban với nhau ít nhất là theo định kỳ 1 năm một lần. Mục đích là dùng để kiểm tra đối chéo lẫn nhau giữa các phòng ban. Còn cái privacy and protection là nói về những cái việc bí mật cũng như là những việc bảo vệ những cái tài liệu, những thông tin nhạy cảm cho tổ chức, và tổ chức phải bảo vệ những cái thông tin cá nhân đối với sự chống lại cái sự truy cập bất hợp pháp. Những thông tin này được bảo vệ bởi dựa trên những cái luật được định nghĩa trên của hệ thống liên bang Mỹ liên quan đến thông tin cá nhân trong y học, tức là thông tin bệnh nhân và các thông tin liên quan đến tài chính. Legal requirements nghe là có vẻ là đây là giống như là một cái chính sách security policy được tất cả các luật ủng hộ tán thành. Nó bao gồm các vấn đề như là software licensing, có là những cái vấn đề liên quan đến phần mềm, hiring practices, những vấn đề liên quan đến tuyển dụng nhân viên, và hazardous materials, những cái vấn đề liên quan đến những cái tài liệu cũng như là cái những cái việc mà có tính chất nguy hiểm, là những cái vấn đề đó mà không hợp pháp trong requirements thì sẽ ảnh hưởng đến cái chính sách bảo mật toàn bộ của công ty. Tiếp theo là illegal activity, đó là những cái hành động không hợp pháp á. Thì ví dụ như là hành động không hợp pháp là liên quan đến gian lận, tội phạm, thâm nhập, truy xuất thông tin bất hợp pháp. Chúng ta phải áp dụng những các biện pháp kiểm soát dò tìm để truy tìm những cái hành động dạng như vậy. Đó là chúng ta phải tiến hành cái giải pháp detection. Trong cái module thứ hai Operation Control thì nó có các chương nhỏ mà mình đã tổng hợp ở đây, là record retention, là nó chứa thông tin theo mức độ là sensitive, tức là nhạy cảm, và đến thông tin quan trọng, và các thông tin đã được phân loại. Và thông tin thì có thể bây giờ nó vẫn không được, chưa ở mức độ nhạy cảm, nhưng mà trong tương lai nó sẽ được nhạy cảm, thì chúng ta cần phải để ý kỹ. Ví dụ như là các thông tin liên quan đến event logs, audit trail, và các thông tin liên quan đến backup dữ liệu. Thật là một cái sự cần thiết để mà chúng ta bảo vệ những cái thông tin liên quan đến audit log, phục vụ cho các việc điều tra. Nếu chẳng may công ty chúng ta bị điều tra về gian lận thì chúng ta có các audit log để mà chứng minh. Các vấn đề liên quan đến backups thì backup phải chúng ta phải đảm bảo một điều là tất cả các thông tin nhạy cảm phải được backup một cách thường xuyên, và luôn kiểm tra các file backup này.
Và lưu ý là cái chỗ đặt những cái file backup này phải được an toàn và được bảo vệ tối đa. Khi mà một cái thông tin, khi mà cái file backup thông tin chứa trong đó nó hết hạn và nó không còn ý nghĩa quan trọng nữa, thì cái việc mà remove những cái data loại này, tức là xóa bỏ những cái data này, cần phải có những cái chiến thuật triển khai thích hợp, chứ không phải là xóa là xóa ngay. Với các vấn đề liên quan đến xóa bỏ dữ liệu thì bao gồm các vấn đề liên quan đến erasing, tức là xóa bỏ dữ liệu, tức là nếu mà chúng ta xóa dữ liệu ở mức độ là erasing thì dữ liệu chúng ta thật sự là chưa bị xóa bỏ trên cái đĩa cứng và nó có thể được phục hồi. Nếu chúng ta xóa bỏ theo chế độ là clearing thì cái việc ghi lại dữ liệu nó sẽ không, thông tin ở đây nó sẽ là không được phân loại, đó là Unique Token. Còn nếu chúng ta sử dụng làm sạch mà theo cơ chế là từ trường có tác động vật lý cũng như là tiến hành các phương pháp mã hóa, các phương pháp giống như là phá hủy vật lý mang tính chất vật lý, không cho dữ liệu tồn tại hẳn trên đĩa cứng luôn, ngay cả người đó cố gắng phục hồi đi nữa vẫn không được, thì phải dùng đến chế độ là Regression, là sử dụng từ trường mạnh để mà phá hủy ổ cứng để không cho người khác lục lại thông tin lưu sót trên các ổ cứng cũng như là các vật lưu trữ khác. Các vấn đề liên quan đến kiểm soát chống virus thì bao gồm các loại như sau, là nếu mà các loại mà ở dạng như là server client á, thì kiểu kiểm soát của nó là ở dạng prevent, tức là ngăn chặn phòng chống. Và antivirus shield á, thì ở chế độ kiểm soát là ở chế độ dò tìm detect, còn ở mức chế độ mà scanning nó sẽ tương ứng với cái chế độ kiểm soát là deterrent, tức là nó sẽ giảm thiểu cái tính năng, giảm thiểu những cái rủi ro trong bảo mật. Còn fix the virus thì nó sẽ liên quan đến các vấn đề liên quan đến phục hồi lại những cái file bị hỏng do cái virus đó gây ra. Nhớ là chúng ta phải cập nhật những cái miếng update liên tục cho cái chương trình antivirus. Ở chapter release function thì đây là ý nó nói là nó sẽ mở rộng những cái sự truy cập đến tài nguyên bằng cách đòi hỏi những cái dựa trên những cái chức năng công việc khác nhau, và nó sẽ cấm những cái chức năng đưa ra những cái chức năng thích hợp đối với những cái người dùng tương ứng với nhiệm vụ mà họ được giao. Và trong cái Revelation function này nó còn đề đến những cái quá trình đó là phục hồi tin cậy, tức là Trusted Recovery Reset, tức là security nó sẽ được quản trị dựa trên quá trình hư hỏng cũng như là phục hồi. Ngoài ra các yếu tố liên quan đến sự thay đổi môi trường kiểm soát, tức là nó sẽ lưu dấu và quản trị những cái phần mềm và các sự thay đổi của các tài liệu, và nó sẽ lock ghi dấu lại tất cả các sự kiện mà có kết quả trong việc thay đổi cũng như là thay đổi, để phòng trong cái trường hợp mà kiểm tra lại đối chiếu. Resource protection là những cái vấn đề ý chính liên quan đến bảo vệ tài nguyên. Thì vấn đề ý chính bảo vệ tài nguyên thì đầu tiên là phải bàn đến vấn đề liên quan đến software, hardware và data. Trong bảo vệ trong này thì có vấn đề liên quan đến bảo vệ hệ điều hành, thì chúng ta phải cập nhật các bản phá cho hệ điều hành, backup hệ điều hành. Trong sụp code thì chúng ta phải lưu trữ những cái code hiện tại và quản trị cái phiên bản của nó. Trong đối với bảo vệ mà liên quan đến phần cứng thì chúng ta phải gia tăng cái việc kiểm soát phần cứng dựa thêm theo chế độ là physical control, kiểm soát dựa theo chế độ vật lý, và hạn chế cái việc mà truy cập bởi các thiết bị khác cắm vào. Còn đối với việc bảo vệ tài nguyên mà ở dạng data thì chúng ta phải gia tăng các cơ chế kiểm soát truy cập, tiến hành triển khai các lock để ghi chú bảo vệ cơ sở dữ liệu, những thông tin nhạy cảm như là các report sensitive form vân vân. Trong cái module thứ ba auditing
đó là theo dõi sự kiện. Thì mình đã tóm gọn gồm có ít nhất là 6 chương là audit process, tức là tiến trình audit, tức là thu thập dữ liệu, đảm bảo rằng những cái vấn đề thu thập dữ liệu này phải phù hợp với chính sách của công ty đưa ra, để tránh cái việc mà, tại vì cái việc auditing này theo dấu cũng ảnh hưởng, cũng có đôi khi bị hiểu lầm là cái việc mà xâm nhập bất hợp pháp. Do đó chúng ta phải đảm bảo rằng cái việc khi mà chúng ta triển khai cái quá trình audit là nó phải phù hợp với chính sách security của công ty đưa ra. Và audit là có hai dạng là audit trong và audit ngoài. Audit bên trong là nó sẽ được thực hiện bởi những cá nhân cũng như là các tổ chức. Audit bên ngoài là nó sẽ phụ thuộc vào những cái mà nó không liên quan đến tổ chức. Mục đích là nâng cao nhận thức, không thiên vị cho bất cứ thành phần nào thuộc hệ thống. Frequency. Một chính sách security cần phải bao gồm đầy đủ chi tiết những cái kiểu audit frequency, như các vấn đề liên quan là dùng để điều tra những cái sự nghi ngờ gian lận trong hệ thống, cũng như là thỏa mãn cái điều luật hiện hành. Audit trails, tức là ý nói về cái trách nhiệm cá nhân của một cái người nào đó được thực hiện ra một cái nhiệm vụ nào đó, và đảm bảo rằng tất cả các audit logs phải được tạo ra và được lưu trữ và copy các event log này. Việc xác thực các vấn đề và phải tuân theo các nghị quyết dựa trên chính sách security đã quy định sẵn. Audit reporting, tức là tất cả các format nó thay đổi từ tổ chức này đến tổ chức khác là phải được report dựa trên ba yếu tố, đó là mục đích, phạm vi và các chi tiết liên quan đến sự phục hồi. Những cái report xác định đặc biệt sẽ được chứa đựng những cái thông tin mở rộng, và các thông tin này chứa đựng trong report cần phải được có một số người chuyên biệt xác nhận. Sampling ý nó nói là bao gồm những cái thông tin có ý nghĩa từ trong một cái dữ liệu data lớn, đặc biệt là trong những cái log, bao gồm những cái clipping levels, tức là những cái ngưỡng dùng để sử dụng. Và khi nó đến một cái ngưỡng nào đó thì nó sẽ thông báo cho nhà quản trị biết. Retention thì nó sẽ lưu trữ những cái record tổng quan, và những cái record này nó sẽ tuân theo tất cả điều luật được quy định bởi liên bang, từ địa phương đến cục bộ của Mỹ, địa phương liên bang đến đất nước. Và hầu hết những cái record này đều phải được giữ trong vòng 3, 7 hoặc là 10 năm. Record đó là những cái log, những cái hồ sơ. Chúng ta sang cái module monitoring. Monitoring là gì? Monitoring đó là cái hành động chủ động dùng để xem những cái việc sử dụng, những cái lưu lượng sử dụng tiêu chuẩn quan trọng dựa trên các việc hệ thống đang thực thi, system performance, và những cái hoạt động hiện tại của user, và những cái tiến trình nhạy cảm mà đang sử dụng. Đó là monitoring, đó là theo dõi những cái tiến trình nhạy cảm đang sử dụng. Thì phân loại categories. Phân loại categories thì nó gồm có ít nhất là 3 loại. Đó là event monitoring, tức là nó sẽ theo dõi các sự kiện. Khi mà những cái sự việc mà nó xảy ra trong hệ thống thì nó bao gồm các vấn đề liên quan đến login, logout hoặc là login bị lỗi, và các session, những cái phiên mà kết nối database bắt đầu cũng như là cuối, nó sẽ theo dõi những cái vấn đề đó. Còn hardware monitoring là nó sẽ theo dõi cái tình trạng của phần cứng, bao gồm nhiệt độ CPU, các thiết bị cắm trong CPU. Ngoài ra là nó còn theo dõi những cái phần mềm bất hợp pháp đang chạy trên hệ thống. Warning banners tức là những cái bảng cảnh báo, những cái bảng cảnh báo đó là khi mà dùng trong cái kiểm soát deterrent control, có là giảm thiểu sự truy cập bất hợp pháp.
mục đích là cảnh báo cho người dùng biết là họ đang truy cập vào cái khu vực nhạy cảm của hệ thống mạng công ty. Cái store monitoring là chúng ta phải kiểm tra có những cái key store, những cái thiết bị nào gắn vào trong cái bàn phím chúng ta để thu thập những cái thao tác gõ bàn phím của người dùng không. Chúng ta phải kiểm tra, nếu có thì chúng ta phải tháo ra và cô lập ngay máy đó. Thì key store nó là nó dạng giống như là một cái key logger phần cứng, nó sẽ lưu trữ các thông tin người dùng trên đó. Và cuối ngày, đến một khoảng thời gian nào đó, hacker chỉ cần lại máy tính chúng ta tháo cái key store đó ra và về, anh ta sẽ cắm vô cái laptop anh ta và từ đó anh ta sẽ biết được những cái thông tin mà chúng ta gõ trên bàn phím trong ngày hôm đó chúng ta làm việc. Tiếp theo là traffic analysis, đó là theo dõi, giám sát, phân tích băng thông. Tất cả các packet phải được phân tích khi mà nó đi qua những cái points cố định nào đó trên hệ thống mạng. Điều này rất là hữu dụng để mà xác định cái đường đi của gói packet. Còn trend analysis, trend analysis là có thể xem như là cái thống kê hoạt động giữa cái source và cái destination của một cái resource nào đó. Thì nó rất là hữu dụng trong việc dò tìm ra những cái hành động mà có mang tính chất là không được là tốt, không được lành mạnh. Monitoring mà dựa trên các công cụ tools thì nó sẽ dựa trên các công cụ real time, tức là thời gian thực. Nó sẽ theo dõi hoạt động thực tế đang xảy ra và các thông tin có thể bị xem hoặc là bị thể là lưu trữ để mà dành cho các việc phân tích sau này. Ngoài ra có còn dựa trên cái cơ chế là tool ad hoc, tức là nó sẽ cho phép nhanh chóng cho phép xem toàn bộ những cái metric đặc biệt hữu dụng trong việc lấy một cái snapshot để mà phát hiện ra một cái hành động bất bình thường. Ngoài ra những cái tool mà liên quan đến Bessy có tính chất bị động là sử dụng các như là camera, CCTV, closed circuit television, nó sẽ lưu lại các chuyển động của user đi ra đi vào cả hệ thống. Thì các tool dạng này thì nó ở dạng là vật lý theo thời gian thực và nó có thể lưu trữ để mà nó dành sau coi sau này. Còn cái failure recognition, đầu tiên là nó sẽ nhận ra những gì bình thường, có vẻ là bình thường. Sau đó nó sẽ nhận diện những cái việc không bình thường thông qua những cái định nghĩa sẵn trong hệ thống và nó sẽ sử dụng cái mode là response mode để mà xác định vấn đề, thông báo cho người có ủy quyền thích hợp biết chuyện gì đang xảy ra và sẽ có những cái hành động thích hợp để mà giải quyết cái vấn đề đó. Trong cái module intrusion detection, đó là dò tìm xâm nhập, thì cái việc intrusion detection này là cái khả năng để nhận biết khi mà hacker tấn công hệ thống mạng, scanning hệ thống mạng, thì nó gồm dựa trên hai cái basic type, đó là network space và host space. Thì network space nó sẽ theo dõi giám sát toàn bộ một cái đoạn mạng của hệ thống, và host space thì nó sẽ theo dõi trên một cái hệ thống duy nhất, single system. Cái trong cái IDS type thì nó gồm có tổng cộng là hai loại, nó sẽ dựa trên hai cơ chế, đó là signature base được trình bày ở asset control và behavior base. Signature base nó sẽ chứa một cái dữ liệu database để mà nhận dạng cái cuộc tấn công, và chúng ta phải đảm bảo là cơ sở dữ liệu nhận dạng cái cuộc tấn công của hệ thống IDS phải luôn luôn được cập nhật. Còn behavior base nó sẽ dò tìm ra những cái hành động bất bình thường, thỉnh thoảng nó được xem là cái coi là cái hệ thống expert system, tức là hệ thống có thể tự học và đưa ra các quy định riêng. Penetration testing là cái hành động dùng để đánh giá cái mức độ bảo mật của hệ thống mạng bằng cách đưa ra các cuộc tấn công thử nghiệm có ủy quyền hợp pháp dùng để tấn công vào hệ thống mạng, để từ đó chúng ta biết hệ thống mạng chúng ta yếu chỗ nào để chúng ta phá lỗi lỗ hổng hệ thống mạng mình. Penetration testing cũng được nói ở module ở domain 1 là asset control. Các vấn đề liên quan đến các hoạt động mà không thích hợp như inappropriate activity, liên quan đến các vấn đề như là phạm tội, gian lận, tội phạm. Thì trong này chúng ta phải đảm bảo là tất cả các thông tin hệ thống người dùng phải có nhận thức được
khi mà họ sử dụng tài nguyên, họ phải tuân thủ theo cái chính sách security đã ban hành sẵn. Thì có thể thực hiện điều này thông qua các chương trình nâng cao nhận thức Security Awareness Program, hoặc là thông qua các banner quảng cáo slogan dán trong công ty để giúp người dùng nâng cao cái nhận thức của họ về bảo mật. Mô đun cuối cùng là Threats and Cultures Measure, đó là các hiểm họa và các biện pháp đối phó. Thì nó gồm có chapter đầu tiên là Interception. Interception thì nó sẽ bao gồm các cuộc tấn công nhỏ liên quan đến ngăn chặn chụp gói tin trên mạng, là gồm có các kiểu tấn công như là war dialing, tức là sử dụng một cái modem để tìm kiếm một cái hệ thống mà sẽ đồng ý cái kết nối đến. Do đó chúng ta phải là bảo vệ toàn bộ các modem và phải đảm bảo là tất cả các modem phải được kiểm soát. Đòi hỏi cái người gọi đến hệ thống bắt buộc phải gọi theo chế độ là handshake và gọi lại theo chế độ callback. Thứ hai là interception, nó cũng có cái phần gọi là sniffing, tức là chụp các gói tin trên mạng. Đó là sniffing là cái hành động là giám sát những cái băng thông mạng bằng cách chụp những cái message không có mã hóa. Cách đối phó dễ nhất là chúng ta phải mã hóa thông điệp để tránh bị sniffing. Cho dù nó có sniffing, nó cũng không thể nào mà giải mã được cái message đó. Ngoài ra còn có một kiểu tấn công khác, đó là eavesdropping, tức là nghe lén. Thì cái này cũng tương tự như là sniffing. Thì cách triển khai chống cái eavesdropping là chúng ta phải mã hóa và cũng gia tăng các một số giải pháp liên quan đến physical control, đó là kiểm soát dựa trên các bảo vệ vật lý. Ngoài ra còn có kiểu tấn công khác, đó là radiation monitor, đó là sử dụng sóng radar để mà dò tìm dữ liệu, chụp các dữ liệu, các thông tin liên lạc liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động, sóng radio và tất cả các công nghệ không dây khác. Thứ hai là chúng ta bàn về human factor, đó là nhân tố con người. Thì các kiểu các mối hiểm họa mà liên quan đến nhân tố con người như là kiểu dumpster diving, tức là nó sẽ lục trong thùng rác những cái tài liệu mà chúng ta dục vào thùng rác để từ đó suy ra những cái thông tin nhạy cảm. Do đó khi mà chúng ta có tài liệu nào cần xóa bỏ thì chúng ta phải đưa vào cái máy cắt giấy để mà nó cắt nhỏ, cắt vụn giấy ra để cho cái người khác khi mà họ có lục lại cũng không thể nào tìm lại được thông tin mật mà chúng ta bỏ ra ngoài. Ngoài ra là có kiểu tấn công khác là social engineering, cũng là một mối gây họa bằng cách sử dụng những các biện pháp không phải là kỹ thuật mà là mang yếu tố con người để mà tấn công hệ thống mạng. Các mối đe dọa khác liên quan đến gian lận và trộm thì biện pháp đối phó là phải sử dụng các biện pháp liên quan đến asset control và các hành động thích hợp phụ thuộc vào cái security policy mà đã trình bày trước đó. Cái hiểm họa tiếp theo nữa là employee sabotage, đó là những cái trong công ty mà có những cái nhân viên mà có ý đồ không tốt gây ảnh hưởng đến công ty. Thì chúng ta phải có biện pháp đối phó là phải sớm phát hiện và dựa theo cái policy của công ty định nghĩa sẵn mà có hành động thích hợp, giống như là sa thải những cái nhân viên này nếu phát hiện họ gây ảnh hưởng cho hệ thống. Còn disaster recovery, tức là khắc phục thảm họa, thì đòi hỏi phải có một cái chế độ chính xác, một cái kế hoạch khắc phục thảm họa chính xác, chi tiết, dùng trong trường hợp mà công ty chúng ta bị ảnh hưởng bởi một cái vấn đề nào đó thì chúng ta có kế hoạch sẵn rồi thì nó phục hồi không có bị ảnh hưởng mất mát tài sản. Cái hiểm họa khác liên quan đến hacker, liên quan đến tội phạm ngầm là espionage và các mã code độc hại malicious code thì đã được trình bày sơ lược trong các domain trước đó. Chúng ta có thể quay lại các video trước đó để tham khảo. Như vậy là mình đã trình bày xong những cái ý chính trong cái domain operation security. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi.